Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Được thành lập từ năm 1965, trường đại học Newcastle là trường công lập hàng đầu tại Úc trong việc thu hút đông đảo sinh viên quốc tế. Hiện tại, trường có trên 1.500 sinh viên quốc tế của 75 quốc gia trên tổng số 23.000 sinh viên đang theo học các khóa học khác nhau tại trường. Trường nằm trong danh sách một trong những trường đại học đứng đầu của Úc có tỷ lệ tiến sĩ thành đạt cao nhất. Ngoài ra, trường còn được xếp hạng là trung tâm nghiên cứu lớn nhất của Úc. Hơn thế nữa, trường có hợp tác với chính phủ của Úc cũng như Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Hàng năm tiếp nhận trên 300 sinh viên với học bổng của bộ theo các khóa học thạc sĩ và tiến sĩ. Để cập nhật những thông tin mới nhất của trường, các bạn hãy liên hệ đến các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương qua hotline 0996277629. Về chương trình đào tạo của trường, có các khóa học phong phú và đa dạng bao gồm 5 phân khoa, đó là kinh tế và luật, giáo dục và nghệ thuật, xây dựng môi trường và kỹ thuật, khoa học và công nghệ thông tin. Trường Đại học Newcastle có 3 khu vực ký túc xá với 950 phòng học. Các phòng đều được trang bị đầy đủ tiện nghi như điện thoại, tủ lạnh, lò vi sóng, bàn làm máy giặt, v.v. Học sinh có thể đóng tiền ăn trong ký túc xá hoặc có thể tự nấu nướng. Sinh viên cũng có thể thuê nhà ở ngoài. Ước tính chi phí sinh hoạt trong một năm khoảng 12.000 đô, bao gồm chi phí ăn ở, giải trí, đi lại và tiêu vặt. Và để được hỗ trợ về các thủ tục hồ sơ du học ở Úc, điều kiện nhập học của trường, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi là đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương qua hotline 0996277629, hoặc các bạn có thể tham khảo thêm từ các trang web của công ty, đó là tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Xin lưu ý với các bạn là hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 2 chi nhánh là ở thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang. Ngoài ra không có chi nhánh nào ở các tỉnh phía Bắc. Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Úc cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện với bạn Phương Thảo, bạn từ Trà Vinh, bạn lên đây để chúng ta cùng thực hiện một clip chia sẻ ngắn này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu cuộc trò chuyện với bạn. Chị xin chào Phương Thảo. Chào chị. Phương Thảo có thể giới thiệu sơ nét về bản thân em cho tất cả các bạn được rõ. Em tên Phương Thảo, hiện tại em sống ở Trà Vinh. Em đã hoàn thành xong trung học cơ sở ở tại trường trung học cơ sở thị trấn Cầu Yên. Mình mới vừa hoàn thành xong cái chương trình cấp 2 tại Việt Nam. Vậy thì mình qua Úc thì mình sẽ học ở cái chương trình nào cũng như là cái ngôi trường nào? Đầu tiên thì em học khóa tiếng Anh, rồi sau đó em học khóa phổ thông ở trường Úc. Tại sao mình lại chọn cái ngôi trường phổ thông đó mình không? Tại vì em cũng rất thích trường đó, với lại nó gần nhà của dì em hơn nên thuận lợi cho việc em đi học nên em chọn trường đó để học. Rồi sau khi mình hoàn thành cái chương trình phổ thông thì cái dự định xa hơn của mình sẽ là gì? Em sẽ học đại học ở tại Úc. Học đại học tại Úc? Mình đã định hướng được cái ngành mình theo học chưa? Em định hướng là em chọn ngành dược để em học. Ngành dược? Cái ngành dược này là một ngành rất là khó. Ở Việt Nam nó cũng đã khó rồi, muốn đi học ở Úc thì còn khó hơn. Vậy thì lý do nào mình lại chọn ngành dược mà không phải là những cái ngành phổ thông bình thường nó dễ hơn cho em? Tại vì em muốn học ngành dược là chế biến ra được nhiều loại thuốc để cứu được nhiều người hơn. Với lại có hiện tại có anh em đang học đại học dược nên em cũng muốn theo anh học đề dược. Vậy thì hỏi một câu hỏi xa hơn một chút nha. Là sau khi mà mình học cái ngành dược đó xong á, mình có cái dự định gì nữa không? Em dự định là em và các anh sẽ mở một cái phòng khám. Mấy anh em sẽ hợp lại để mở phòng anh em mình trong nhà mình làm mình tin tưởng với nhau hơn. Vậy là tính là em cũng có một cái lộ trình học tập cũng như định hướng nghề nghiệp rất là rõ ràng. Rồi bây giờ cho chị hỏi là trong quá trình mình xử lý hồ sơ á, mình có gặp cái vấn đề gì hay không? Về xử lý hồ sơ thì em cứ gặp một vấn đề nhỏ là đầu tiên thì em làm cho dì bảo trợ, rồi dì em có khi qua bển có đổi lại cái họ của mình nên đại sứ quán nó không chấp nhận, rồi em mới cho chị Huệ công ty du học đó mới đổi lại cho em về hướng mà cho trường bảo hỗ trợ nên bây giờ em đã được đi. Rồi bây giờ là công ty đã xử lý hồ sơ cho em rồi. Trong quá trình mà mình đợi để mình nhận được kết quả visa, cái cảm giác của em như thế nào trong cái suốt cái thời gian đó? Trong quá trình đợi thì em rất là run sợ. Tới ngày mà có visa, chị Huệ điện cho em thì
chị Huệ nói có visa rồi thì em khóc luôn. Mình mừng tới khóc. Mình mừng vì mình khóc ha. Yeah. Chứ không phải là vì sợ xa gia đình mà mình khóc. Rồi bây giờ cho chị hãy là xong mình biết tới dịch vụ của tên Đại Dương để mình tìm tới đây để chúng tôi hỗ trợ thật vụ cho em. Tên Đại Dương thì em có nghe nhiều người nói tới là tên Đại Dương rất là tốt. Làm hồ sơ thì ai cũng rất là vui vẻ. Em cũng rất là thích. Cái đó là mình nghe nói thôi chứ thực sự khi mình làm hồ sơ thì cái cảm nhận của mình nó như thế nào? Khi làm hồ sơ, khi lên Tân Đại Dương thì em thấy Tân Đại Dương rất là tốt rồi. Tốt hơn em nghĩ nữa. Tốt hơn em nghĩ. Dạ. Rồi mấy chị làm hồ sơ rất là vui vẻ. Nói chuyện với em rất là thân mật. Em rất là thích. Vậy thì đánh giá thang điểm thì em cho chúng tôi thang điểm mấy? 10. Thang điểm 10 luôn. Chị cảm ơn em, con số 10 đó rất là một cái động lực rất là tốt cho nhân viên công ty. Thì qua cái cuộc chia sẻ trò chuyện ngắn của em thì chị cũng xin chúc em sẽ có được một cái lộ trình học tập thật là suôn sẻ cũng như là đạt được những cái dự định giống như mà mình ước mơ của mình đã chia sẻ với lúc đầu với tất cả các bạn. Thì có một dịp vào đó mình quay lại đây để mình cùng chia sẻ về cái đời sống. Chắc chắn có rồi, tại vì sau này có em rủ của em nữa. Em sẽ muốn cho nó du học, em sẽ làm tại Tân Đại Dương nữa. Thì là tôi sẽ chờ đợi thêm một người em của em sẽ cùng ngồi đây để chia sẻ một clip cho chị ngắn giống như em bây giờ. Thì thông qua cái cuộc trò chuyện ngắn với bạn Phương Thảo, chúng tôi hy vọng rằng các bạn du học sinh mà muốn đi du học bên Úc cũng có thêm một vài cái thông tin về đất nước Úc cũng như là về quá trình xử lý hồ sơ. Thì mọi thắc mắc về quá trình xử lý hồ sơ các bạn hãy liên lạc trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại 38484879 hoặc 38382080. Các bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những chia sẻ lần sau.